Vừa qua, trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người đi trao quà từ thiện hỗ trợ cho bà con vùng lũ. Với hành động ném thẳng quà xuống nước, nhóm người này đang nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Theo như lời giới thiệu trong đoạn clip, nhóm người này đến từ một kênh youtube nổi tiếng có hơn 1,7 triệu người đăng ký. Nhóm gồm 5 người đi thuyền đến khu vực nhà dân bị ngập để trao quà, chỉ cách vài mét và không có để tiến lại gần người nhận. Tuy nhiên, nhóm người này đã thẳng tay ném những phần quà xuống nước. Người dân phải chơi tay chụp lấy hoặc lội nước mò những phần quà trên. Dưới phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ thái độ phẫn nộ và chỉ trích gây gắt cách trao quà của nhóm người này. Sợ xuống nước thì ở nhà đi, của cho không bằng cách cho nha. Coi clip, cái anh kia lội gần ra chỗ thuyền rồi mà người trên thuyền vẫn quan ầm ầm. Thùng mì có thể để trên mặt nước để đẩy được mà. Bên cạnh đó, thì một số người cho rằng có thể vì vị trí hiểm trở khó khăn nên đoàn cứu hộ mới khó tiếp cận với người dân. Việc ném các nhu yếu phẩm là điều bắt đắc dĩ. Hiện đoạn clip hiện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận của cộng đồng mạng.